Trại hè 2023, con vui chơi thỏa thích, vứt phá bản thân hết mình. Đến với trại hè năm nay, Yona mang đến những chương trình trại hè quốc tế tại 5 quốc gia: Philippines, Singapore, Australia, Mỹ, Canada. Về trại hè Philippines, chương trình trại hè tại đây giúp học viên bứt phá trình độ Anh ngữ vượt bậc. Trại hè Philippines có nhiều lớp học tiếng Anh, nổi trội với các lớp học một thầy một trò. Môi trường học tập tiếng Anh 100% giúp học viên cải thiện tư duy và tăng phản xạ tiếng Anh. Ngoài việc học tập, các hoạt động thể chất và kỹ năng sống cũng được tổ chức song song nhằm khuyến khích sự tự tin trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày. Trại hè Philippines sẽ đưa học viên khám phá những vùng đất mới qua trải nghiệm học tập, du lịch, tình nguyện, mua sắm vào mỗi cuối tuần. Bên cạnh đó, Philippines nổi tiếng với những hòn đảo thiên đường. Tại trại hè, học viên sẽ được khám phá các vịnh biển, đi lặn và vui đùa cùng những sinh vật biển đáng yêu. Về trại hè Singapore, học viên sẽ có nhiều trải nghiệm khám phá quốc đảo sư tử cùng bạn bè đồng trang lứa. Học viên có thể lựa chọn học tiếng Anh 3 giờ mỗi ngày tại một trong hai trường danh tiếng, trường BC và trường TMC. Tại đây, học viên sẽ được tham gia hoạt động hướng nghiệp, khám phá khoa học và nhiều hoạt động phát triển kỹ năng mềm. Sau thời gian học tập trên lớp, học viên sẽ có thời gian ghé thăm những địa điểm nổi tiếng của Singapore. Trại hè Australia là lựa chọn lý tưởng cho các học viên muốn trải nghiệm đa sắc màu văn hóa trên thế giới. Mỗi ngày, học viên học tiếng Anh 4 tiếng từ 8 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút. Lớp học phân theo trình độ, học viên được học cùng với các bạn đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Chương trình học tiếng Anh với nhiều chủ đề phong phú, gắn với thực tế, thực hành qua các hoạt động trò chơi, âm nhạc. Tại đây, học viên sẽ được khám phá sự phồn hoa của thành phố Sydney. Bên cạnh những hoạt động ngoại khóa khác, điểm đặc biệt tại đây là học viên sẽ được tiếp cận với các du học sinh thành công tại Úc, là tiền đề cho kế hoạch du học sau này. Trại hè Mỹ năm 2023 sẽ là bước đệm cho dự định du học dài hạn của học viên. Học viên được trải nghiệm cuộc sống của sinh viên Mỹ thực thụ qua việc học tập, sinh hoạt tại giảng đường, ký túc xá, giao lưu và kết bạn với bè bạn quốc tế đến từ các nước khác nhau như Nga, Ý, Pháp, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ. Học viên được khám phá nhiều thành phố lớn, nổi tiếng của Mỹ như thủ đô học thuật Boston, thủ phủ Washington, thác nước hùng vĩ Niagara Falls nằm giữa biên giới Mỹ và Canada. Trại hè Canada không chỉ là một chuyến đi, trại hè Canada năm 2023 còn là hành trình khám phá bản thân. Được học tập tại ngôi trường đại học danh tiếng Western Ontario, học viên có thể khám phá đam mê cá nhân và định hướng nghề nghiệp cho tương lai. Học viên cũng sẽ được trải nghiệm khám phá 5 thành phố xinh đẹp tại Canada, hứa hẹn sẽ cho học viên nhiều kỷ niệm khó quên. Quý gia đình hãy đăng ký trại hè sớm với Yona để có cơ hội nhận 10 phần quà ưu đãi lên tới 15 triệu đồng. Hotline của chúng tôi là 0904 281 599.